Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay ngày 9 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau khi đổi hướng đi vào khu vực biển phía tây bắc đảo Luzon của Philippines, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thời điểm những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đặc biệt là đối với việc vận chuyển các mặt hàng pháo và chất nổ. Trong khi tình hình kinh tế chưa có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng người đăng ký hưởng mức trợ cấp thất nghiệp đang tăng một cách đột biến. Trong phần tin quốc tế, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA bất ngờ cho biết nước này đang cân nhắc hoãn kế hoạch phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh, trước đó dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 12. Một y tá làm việc ở bệnh viện nơi chữa trị trường hợp nghén cho công dương Anh Kate Middleton được phát hiện đã chết tại nhà riêng, chỉ ít ngày sau khi cô này mắc lừa một cú điện thoại mạo danh của hai phóng viên nhằm khai thác tình hình sức khỏe của công dương. Sáng nay ngày 9 tháng 12, sau khi đổi hướng đi vào khu vực biển phía tây bắc của đảo Luzon, Philippines, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trưa nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Mặc dù được đánh giá là một cơn bão mạnh trong năm 2012, nhưng bão số 9 đã không đổ bộ vào đất liền của nước ta như những dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Đây có thể là cơn bão cuối cùng trong năm nay. Vào hồi 13 giờ, thì vị trí trung tâm của vùng áp thấp ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 120 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông-đông-nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km rồi tiếp tục suy yếu và tan dần. Như vậy, sau gần 15 ngày hình thành và phát triển, bão số 9 có tên quốc tế là Bofa được xem là cơn bão mạnh và có thời gian tồn tại bất thường vì trung bình một cơn bão chỉ khoảng 10 ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến cuối năm sẽ không có khả năng bão xuất hiện trên khu vực Biển Đông, nếu có cũng chỉ là áp thấp nhiệt đới hay vùng áp thấp. Theo số liệu chính thức công bố vào ngày hôm nay, siêu bão Bofa đã gây hậu quả nặng nề tại Philippines khi cướp đi sinh mạng của ít nhất là 548 người và làm 827 người mất tích. Số người bị thương được xác định là gần 1.100 người. Giới chức Philippines lo ngại số trường hợp chết thực tế có thể vượt quá 1.000 người, tập trung chủ yếu ở miền Nam. Tính tới thời điểm này, ước tính có 1,09 triệu gia đình, tương đương 5,4 triệu người ở Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Bofa. Trong số này, khoảng 77.000 gia đình đang phải sống tạm trong 173 trung tâm sơ tán của chính phủ. Thiệt hại về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, tài sản cá nhân được cho là lên tới 6,08 tỷ peso, tương đương 148,6 triệu đô la Mỹ. Quân đội, cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ đang tích cực hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Trong khi đó, công tác cứu trợ cũng được nhanh chóng xúc tiến. Chính quyền vùng bị thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh thung lũng Compostela cho biết 1,2 triệu peso viện trợ từ trong nước và quốc tế giúp đỡ kịp thời những gia đình đang vật lộn với khó khăn sau thảm họa. Những ngày gần đây, tại các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm và ảnh hưởng nhiều đến nhịp sống của người dân. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa rét sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Đặc biệt, đợt rét đậm đầu tiên với nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ C và kéo dài trên 3 ngày có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 12. Từ giữa tháng 9 vừa qua, miền Bắc nước ta đã có không khí lạnh mạnh. Tuy nhiên, các đợt kế tiếp sau có cường độ yếu đến trung bình, chỉ gây gió mạnh trên Biển Đông và thời gian tác động không kéo dài. Do vậy, nền nhiệt độ trung bình tháng trong các tháng 10 và tháng 11 năm 2012 vẫn ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tính đến hết tháng 11 năm 2012, đã xảy ra 14 đợt không khí lạnh, trong đó có 9 đợt gió mùa Đông Bắc và 5 đợt không khí lạnh tăng cường. Nhận định thời tiết sắp tới, trao đổi với kênh VTC14, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, các đợt rét đậm có khả năng tập trung từ cuối tháng 12 năm 2012 đến đầu tháng 2 năm 2013, tuy nhiên sẽ không kéo dài. Dự báo, 2 tháng cuối vụ đông xuân, tháng 3 và tháng 4 năm 2013, nhiệt độ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Sáng nay, tại cảng hàng không Liên Khương của tỉnh Lâm Đồng, một cuộc diễn tập phòng chống khủng bố hàng không quy mô cấp quốc gia đã được tổ chức bởi Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
hơn 100 người đã tham gia diễn tập với nhiều tình huống giả định, đối phó với, bảo vệ và gìn giữ an ninh quốc gia, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Cuộc diễn tập có hai nội dung, gồm diễn tập chỉ huy tham mưu vận hành cơ chế và diễn tập thực binh. Trong diễn tập thực binh, các lực lượng chức năng của Lâm Đồng, lực lượng quân đội, công an và hàng không phối kết hợp đối phó với 4 tình huống giả định, gồm chống gây rối và bạo loạn, tấn công tiêu diệt, đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin tại nhà ga, trên tàu bay, đài chỉ huy, giả phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học và chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại nhà ga và tàu bay. Dù có quy mô lớn, nhiều nội dung phức tạp và lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng, nhưng cuộc diễn tập đã thành công, đúng kế hoạch, phương án được phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia diễn tập. Thông qua cuộc diễn tập lần này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho các lực lượng thực hiện, đảm bảo an ninh hàng không, răn đe những đối tượng có âm mưu, ý đồ chống phá muốn sử dụng việc gây rối, bạo loạn, chiếm giữ nhà ga, sân bay, bắt cóc con tin, cướp tàu bay để thực hiện mục đích của chúng. Cuộc diễn tập cũng giúp từng bước nâng cao khả năng tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, hoàn thiện công tác thông tin, báo cáo, chỉ đạo điều hành của các cấp trong việc xử lý, giải quyết các tình huống khẩn nguy. Theo quy luật, vào thời điểm những tháng cuối năm, trên các tuyến biên giới, hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại lại có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, đây cũng là lúc mà lực lượng hải quan tại các cửa khẩu căng sức để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh. Những mặt hàng mỹ phẩm được xé lẻ và ngụy trang trong các thùng các tông này vừa được đội kiểm soát hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh bắt giữ. Chỉ tính riêng trong vài tháng gần đây, riêng đội 1 đã bắt giữ hơn 10 vụ, với tang vật vi phạm lên tới trên 27.000 sản phẩm mỹ phẩm. Điều đáng lo ngại là mỹ phẩm nhập lậu giả rất đa dạng về chủng loại và mẫu mã được sản xuất với kỹ thuật hiện đại, tinh vi. Trên bao bì sản phẩm có cả tem phụ và tem chống hàng giả. Ngoài ra, tình trạng buôn bán và vận chuyển trái phép các chất pháo nổ cũng xuất hiện, mà chủ yếu là dạng pháo bánh và pháo sáng dạng quả tròn. Mặt hàng mỹ phẩm và thuốc lá hay là pháo thì thường thường đối tượng hay thuê lực lượng thủ vạn mang vác, cho nên là rất khó khăn khi gặp lực lượng chức năng là có thể bỏ chạy, nên là không bắt được người. Đối tượng hay lợi dụng đêm tối để mang vác, cho nên là vào đêm tối thì là càng gây khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu vẫn là việc lợi dụng địa hình đường biên sát khu dân cư có nhiều đường mòn, lối mở để hoạt động. Khi trời vừa tối, dọc các khu vực đường biên đã xuất hiện những đội cửu vạn và xe ôm túc trực chờ đón hàng từ bên kia biên giới về. Hàng được tập kết tại khu vực này, sau đó được chia lẻ đưa vào nội địa. Các đối tượng cũng thường cho người cảnh giới, khi nhận thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì báo cho người bám theo gây khó khăn nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn bên trong tẩu thoát. Bên cạnh các lực lượng chuyên về chống buôn lậu thì các trạm kiểm soát liên hợp cũng đang tập trung ngăn chặn các hoạt động buôn lậu những tháng cuối năm 2012. Công tác đấu tranh chống buôn lậu đã được triển khai hết sức quyết liệt, đồng bộ. Mặt hàng trọng điểm chúng tôi tập trung vào pháo nổ, chất nổ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng của trạm luôn luôn phải huy động tối đa và phối kết hợp tốt các lực lượng chức năng trên địa bàn. Để đáp ứng tình hình và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu tại vùng biên những tháng cuối năm, lực lượng chống buôn lậu cũng được tăng cường tối đa. Đội Liên hợp cơ động số 2 mới được thành lập với thành phần là lực lượng liên ngành, cùng với các lực lượng chống buôn lậu khác hình thành thành thế liên hoàn trong công tác đấu tranh với các thủ đoạn buôn lậu trên vùng biên tại đây. Cái thuộc là bến đò Gốc Đa là thuộc phạm vi hai bên cánh gà của trạm kiểm soát cái 15. Cái hàng hóa thì họ vận chuyển qua lên cái con đò nhỏ này. Và để sang bên kia thì bên kia cũng có là cái bến vận chuyển cát đá sỏi, thì cái phương tiện bên kia họ cũng lợi dụng sẵn đấy là trà trộn rất nhanh, họ đưa bằng cái con đò này họ vận chuyển hàng sang kia và có phương tiện kia đón để đi ngay. Đấy, thì từ cái khi mà trước đó và đến khi mà cái đội Liên hợp cơ động ra đây thì là toàn bộ là hai bên kiểm soát là hai bên cánh gà này, là không còn cái hiện tượng là vận chuyển hàng lậu qua đây nữa. Mặc dù tình hình buôn lậu những tháng cuối năm ở Quảng Ninh có xu hướng giảm, tuy nhiên, từ nay đến giáp Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại được dự báo còn diễn biến phức tạp hơn rất nhiều. Do đó, chỉ cần một chút chủ quan, lơi lỏng,
là hàng lậu sẽ lại thừa cơ tràn vào nội địa nước ta. Vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm hôm qua, một chiếc xe tải có trọng lượng 18 tấn khi đang chạy trên đường Dương Đình Nghệ, đoạn đối diện tòa nhà Kiêng Nam thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy xảy ra nhưng không gây thiệt hại về người. Theo các nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe bị cháy mang biển kiểm soát 29-09-003 đang chạy trên đường thì phần cabin phát hỏa, sau đó cháy lan sang hai chiếc bánh trước của chiếc xe, khiến cả xe bốc khói nghi ngút. Phát hiện ra sự cố, tài xế điều khiển phương tiện đã nhanh chóng rời khỏi cabin và gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Khoảng 15 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy có mặt, khẩn trương khống chế đám cháy. Mặc dù xảy ra vào khoảng nửa đêm, nhưng vụ việc vẫn khiến khá đông người hiếu kỳ sinh sống tại quanh khu vực này đổ ra xem. Hiện nguyên nhân của sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hàng loạt cây thông ba lá tại khu vực rừng phòng hộ cảnh quan nằm phía sau khu di tích Dinh 1 thuộc phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đang bị kẻ xấu chặt phá tan hoang. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo nạn chặt phá thông ba lá ở Đà Lạt đang tái diễn. Hàng trăm cây thông trên 200 tuổi, trong số gần 1.000 cây thông ba lá do Ban Quản lý rừng Lâm Viên trồng mới vào tháng 7 năm 2010, ở khu vực tiểu khu 156 đã bị chặt hạ ngang thân hoặc nhổ bỏ phơi gốc cho chết khô. Ngoài số này, hàng chục cây thông khác trên 10 năm tuổi, đường kính gốc hơn 50cm ở khoảnh rừng bên cạnh cũng bị gọt vỏ, đốt gốc và chết đứng hàng loạt. Trước đó vào tháng 6 năm 2010, tại khu vực này, một số người dân ở đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt đã đưa máy xúc vào san bạt gần 5.000m2 đất rừng để phân lô, làm nhà trái phép. Tuy nhiên, khi đó gần 1.000 cây thông ba lá hơn 10 năm tuổi trên diện tích rừng bị san bạt đã mất tích một cách khó hiểu và không để lại dấu vết. Cơ quan chức năng của Đà Lạt đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn không tìm được thủ phạm chặt thông. Để người dân thủ đô thực hiện tăng văn minh, tiến bộ, đồng thời để góp phần bảo vệ môi trường, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố trong 3 năm, từ năm 2013 đến năm 2015. Theo đó, toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và một số đối tượng đặc biệt như người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm nuôi dưỡng, các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị HIV thành phố, người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, chết trên địa bàn thành phố sẽ được hỗ trợ kinh phí hỏa táng và chi phí vận chuyển khi hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội. Kinh phí hỗ trợ là 3,5 triệu đồng đối với các quận, 4 triệu đồng đối với các huyện, thị xã. Ngoài ra, với đối tượng thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, thành phố sẽ hỗ trợ thêm toàn bộ áo quan, túi khâm liệm, bình lưu cho theo giá thấp nhất tại thời điểm thanh toán. Chính sách hỗ trợ cho các trường hợp hỏa táng được thực hiện thí điểm từ năm 2010 khi Nghĩa trang Văn Điển chính thức đóng cửa, không nhận các trường hợp hung táng, tức là mai táng một thời gian rồi sau đó cải táng. Với số lượng các ca hỏa táng liên tiếp tăng qua các năm 2011 và 2012, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ tiếp để khuyến khích việc tăng văn minh, tiến bộ. Hoạt động sử dụng thuốc trong các bệnh viện còn nhiều bất cập. Đó là kết luận rút ra từ hội nghị khoa học hoạt động sử bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2012 do Hội Dược sĩ bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 8 tháng 12 vừa qua. Những bất cập không chỉ dừng lại ở sự chênh lệch giá thuốc quá lớn mà còn ở việc sử dụng thuốc có nhiều sai sót. Ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn tồn tại tình trạng cùng một loại thuốc, cùng tên thương mại, nhà sản xuất, hàm lượng, liều dùng, đường dùng, dạng bào chế, nhưng giá thuốc thanh toán bảo hiểm y tế có sự chênh lệch lớn giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Thực tế vẫn còn những trường hợp kê toa thuốc chưa phù hợp, gây lãng phí. Điều này thể hiện rõ trong năm 2011, khi số lượng người tham gia bảo hiểm y tế chỉ tăng 7% so với năm 2010, nhưng chi phí khám chữa bệnh lại tăng gấp 3 lần, tức 21%. Nguyên nhân dẫn đến sai sót thuốc xảy ra ở tất cả các khâu, do bác sĩ kê đơn thuốc không hợp lý, dây lệnh sai, điều dưỡng sao chép y lệnh của bác sĩ sai, khoa dược cấp phát thuốc sai, điều dưỡng thực hiện sử dụng thuốc điều trị cho bệnh nhân sai. Có bệnh viện dùng sai thuốc tới 72%. Cụ thể, những sai sót thuốc thường gặp là sai hàm lượng thuốc, sai đường dùng, sai tên thuốc do tên gọi gần giống nhau, sai chỉ định, sai số lượng. Tất cả những sai sót này không chỉ gây tốn kém cho bệnh nhân mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chữa trị. Ra đời cách đây 3 năm, bảo hiểm thất nghiệp được xem là một trong những chính sách an sinh xã hội, giúp lao động thất nghiệp có nguồn lực để tồn tại và tìm kiếm công việc mới. Thế nhưng đến nay, số lượng người đăng ký hưởng mức trợ cấp này đang tăng lên một cách đột biến, vượt qua con số dự toán của chính phủ. Liệu có hay không, nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm thất nghiệp?
từng là công nhân lành nghề với mức lương ổn định, nhưng anh Nguyễn Văn Ninh lại phải tìm đến Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Nội để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mình đây mình làm ở đây thì được 3 năm do công ty làm ăn thua lỗ là phải giảm bớt nhân viên. Đấy. Mà trong thời gian làm công ty làm ăn thua lỗ thì bây giờ thì hôm nay mới có mặt ở đây để làm cái bảo hiểm thất nghiệp này của mình. Anh Ninh chỉ là một trong rất nhiều trường hợp thất nghiệp do công ty hoạt động không hiệu quả. Do công ty đào thải nhân viên hay là tuần cuối năm thì chắc là tiền thưởng của nhân viên, ví dụ như một năm như bọn em thì tiền thưởng nó được khoảng tầm, nếu mà tiền thưởng cuối năm khoảng tầm được 45 triệu gì đấy. Bây giờ họ sẽ cắt giảm nhân viên đi để tuyển đợt mới vào thì tiền thưởng được ít hơn, tính ra họ có lãi hơn. Mỗi ngày, Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Nội tiếp nhận đơn đăng ký của hàng trăm lao động. Những đối tượng này hầu hết là lao động phổ thông tại các nhà máy, xí nghiệp. Khi hàng chục nghìn công ty rơi vào cảnh phá sản, làm ăn thua lỗ thì cũng có nghĩa hàng trăm người lao động không có việc làm. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng lợi dụng bảo hiểm thất nghiệp để nhằm hưởng trợ cấp. Ví dụ như này là họ có quyết định nghỉ hưu nhưng mà họ vẫn xin là hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Và khi chúng tôi phát hiện vấn đề này thì đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố ra quyết định thu hồi và dừng. Đây là một trong một số những cái tình huống mà người ta có thể trục nợ. Khi xây dựng chính sách chúng tôi đã đặt ra vấn đề này rồi. Và chúng tôi yêu cầu kiểm tra nhưng đến bây giờ là chưa có phát hiện trường hợp nào. Chính vì hai lý do đó, số người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp đang gia tăng đột biến trong thời gian vừa qua. Chỉ tính tại Hà Nội, trong 11 tháng năm 2012, lượng người đăng ký là 22.700 người, tăng 41% so với năm 2011 và tăng 5 lần so với năm 2010. Sự gia tăng này xảy ra tương tự tại các thành phố lớn khác. Trong khi đó, số tiền người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ là 60% lương bình quân. Như vậy, ước đoán năm 2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải chi trả trợ cấp thất nghiệp trên 2.300 tỷ đồng, tăng trên 1.270 tỷ đồng so với dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Lao động khẳng định, hiện nay số dư của quỹ là hơn 14.600 tỷ đồng nên không thể xảy ra vỡ quỹ. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thực hiện các cái biện pháp sau. Cái biện pháp thứ nhất là hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, làm sao mà giải quyết các cái vấn đề liên quan đến trợ cấp thất nghiệp, các chính sách đối với người đã bị thất nghiệp, thì chúng ta hoàn thiện chính sách đó trong luật việc làm. Rõ ràng trong khi tình hình kinh tế vẫn chưa có nhiều chuyển biến mạnh, thì việc kiểm soát việc đăng ký bảo hiểm thất nghiệp nhằm trục lợi cần phải được tiến hành chặt chẽ hơn nữa. Việc vỡ quỹ là khó có thể xảy ra, nhưng nguy cơ mất cân đối quỹ bảo hiểm thất nghiệp không còn là chuyện ở tương lai xa. Trong phần tin quốc tế, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA bất ngờ cho biết nước này đang cân nhắc hoãn kế hoạch phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh. Trước đó dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 12. Theo những chính sách cải cách kinh tế mới nhất của Cuba, những người nông dân Cuba sẽ được thuê thêm một diện tích đất nông nghiệp lớn hơn bắt đầu từ những ngày cuối tuần này. Một y tá làm việc ở bệnh viện nơi chữa trị trường ôm nghén cho công nương Anh Kate Middleton được phát hiện đã chết tại nhà riêng, chỉ ít ngày sau khi cô này mắc lừa một cú điện thoại mạo danh của hai phóng viên nhằm khai thác tình hình sức khỏe của công nương. Do tồn tại một số bất đồng nên hội nghị lần thứ 18 Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar đã phải kéo dài thêm một ngày làm việc và không thể bế mạc đúng theo dự kiến vào ngày 7 tháng 12. Sau những giờ làm việc cuối cùng, đến ngày hôm qua, hội nghị mới thông qua được gói thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu và tiếp tục gia hạn nghị định thư Kyoto. Tại hội nghị COP18, gần 200 quốc gia tham dự những cuộc thảo luận về khí hậu của Liên Hợp Quốc đã đồng ý gia hạn nghị định thư Kyoto cho đến năm 2020. Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ chưa bao giờ phê chuẩn nghị định thư Kyoto. Trong khi đó, văn bản này cũng đã không được thông qua bởi một số nước phát triển như Canada, Nhật Bản, New Zealand và Nga. Điều này có nghĩa là việc gia hạn nghị định thư Kyoto chỉ bao gồm những quốc gia phát triển vốn chỉ chịu trách nhiệm đối với khoảng 15% khí thải toàn cầu. Trong khi đó, việc gia hạn nghị định thư Kyoto luôn được các nước đang phát triển ủng hộ. Những nước này cũng kêu gọi cam kết rõ ràng của các nước phát triển tăng tiền trợ cấp nhằm giúp họ đối phó với các vấn đề của biến đổi khí hậu. Kết quả của hội nghị lần này chính là cửa ngõ hướng đến tương lai, là hướng đi cho đến năm 2020. Và đây là những gì chúng tôi muốn cho cả thế giới thấy. Chúng tôi đã tạo ra một hướng đi thực tế cho chủ đề về biến đổi khí hậu. Thế giới sẽ đánh giá kết quả này.
Nghị định thư Kyoto là thỏa thuận quốc tế duy nhất mang tính ràng buộc đối với các nước phát triển về giảm lượng khí thải nhà kính, nguyên nhân chính làm trái đất nóng lên. Được công bố năm 1997 và chính thức có hiệu lực từ ngày 16 tháng 2 năm 2005, văn bản này quy định đến năm 2012, các nước công nghiệp phải giảm lượng khí thải nhà kính trung bình từ 7 đến 8% so với lượng khí thải năm 1990. Mặc dù về ý nghĩa là rất tích cực, nhưng cho đến nay, Nghị định thư Kyoto trên thực tế vẫn được xem là không khả thi. Theo một báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, lượng khí thải CO2 đã tăng thêm 20% từ năm 2000. Một dự án nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới mới đây nhất cũng chỉ ra nhiệt độ trái đất đã tăng thêm 4 độ C so với thời kỳ trước khi ngành công nghiệp thế giới bùng nổ sau thập niên 1950 và cao hơn mục tiêu 2 độ C mà Liên Hợp Quốc đặt ra. Trong bản tin đầu tiên phát trong ngày 9 tháng 12, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA bất ngờ cho biết nước này đang cân nhắc hoãn kế hoạch phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh, trước đó dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 12. Theo Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên, các nhà khoa học và kỹ sư của nước này đang cân nhắc một cách nghiêm túc khả năng hoãn phóng vệ tinh, song không cho biết lý do. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, mặc dù công tác chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh đã ở giai đoạn cuối cùng, nhưng trong quá trình chuẩn bị, một số vấn đề đã phát sinh, buộc các nhà khoa học và các kỹ thuật viên Triều Tiên đang cân nhắc một cách kỹ lưỡng việc điều chỉnh thời điểm phóng vệ tinh vì một số lý do. Nguồn tin không cung cấp thêm những chi tiết về sự điều chỉnh này. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA không đưa ra lý do hoãn phóng, nhưng theo dự đoán của một chuyên gia trên trang web 38 North, hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực phóng vào ngày 4 tháng 12 có tuyết rơi dày và đây có thể là lý do gây ảnh hưởng và làm gián đoạn quá trình chuẩn bị phóng vệ tinh của Triều Tiên. Triều Tiên đã công bố kế hoạch phóng tên lửa Ulha-3 mang theo vệ tinh quan trắc trái đất Quang Myung-sung 3 trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 22 tháng 12. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã ngay lập tức lên tiếng cảnh báo kế hoạch phóng vệ tinh mới của Triều Tiên, cho rằng Triều Tiên đang che giấu ý định phóng tên lửa tầm xa, sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc để ngăn Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh. Hàn Quốc cũng cảnh báo sẽ cân nhắc soạn thảo một gói các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên trong lĩnh vực tài chính và hàng hải. Tiếp theo là các tin vắn quốc tế đáng chú ý khác. Sau những ngày tuyết rơi dày trên các tuyến phố chính tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, có hàng ngàn xe ô tô bị tuyết bao phủ. Các xe cào tuyết phải hoạt động liên tục suốt ngày đêm mới có thể giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra tại đây. Theo người dân địa phương, thời tiết năm nay đã trở nên giá lạnh bất thường, những ngày qua tuyết rơi dày hơn 20cm. Việc tuyết rơi dày đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông và cuộc sống thường nhật của người dân thủ đô Stockholm. Tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đồng ý rút lại sắc lệnh hiến pháp tuyên bố hôm 22 tháng 11 vừa qua, song vẫn quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp dựa trên cơ sở luật Hồi giáo hà khắc gây tranh cãi này vào ngày 15 tháng 12 tới. Tuy nhiên, động thái này của ông Morsi vẫn chưa thể xoa dịu được tình hình căng thẳng tại Ai Cập. Hàng nghìn người biểu tình vẫn tụ tập tại quảng trường Tahrir nhằm tiếp tục gây sức ép với Tổng thống Morsi. Những quyết định trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Morsi với các nhân vật chính trị trong nước và chỉ vài giờ sau khi quân đội Ai Cập kêu gọi đối thoại nhằm tránh cuộc khủng hoảng hiện nay diễn biến tồi tệ hơn. Cảnh sát Đức cho biết đã có ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi hai chiếc máy bay va chạm nhau và rơi xuống thành phố Frankfurt miền trung nước này. Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14 giờ 15 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương, gần thị trấn Uffersheim, phía bắc Frankfurt. Theo truyền thông địa phương, đã có 3 hoặc 4 trẻ em trong số nạn nhân xấu số. Những mảnh vỡ văng ra xa vài trăm mét. Một trong các phi công vẫn còn mất tích. Hiện vẫn chưa rõ các máy bay xuất phát từ đâu và sẽ đến nơi nào. Danh tính của các nạn nhân cũng chưa được xác định. Cơ quan cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong những năm gần đây, Cuba liên tục cải cách, tạo đà cho kinh tế phát triển bằng nhiều chính sách mới. Một trong những chính sách đã được phê duyệt đó là cải cách trong vấn đề sở hữu ruộng đất. Theo quy định mới nhất, những người nông dân của Cuba sẽ được thuê thêm một diện tích lớn đất nông nghiệp bắt đầu từ những ngày cuối tuần này. Fernando Fornaris là một thế hệ nông dân mới ở Cuba, những người được hưởng lợi từ chính sách cho thuê đất của chính phủ. 2 năm trước, anh được phép sở hữu 40 hectare đất nông nghiệp và đã thành công khi biến nó thành một trang trại rau và hoa quả. Và bây giờ, anh sẽ được thuê thêm 27 hectare đất và xây dựng một ngôi nhà trên mảnh đất này. Hiện tại, Fernando Fornaris đang sống trong một nhà kho trong trang trại, trong khi gia đình anh phải sống cách đó một đoạn đường.
Tôi nghĩ đây là một quy định rất hay, bởi ở đây vẫn còn rất nhiều đất trống. Chính phủ đã cho chúng tôi một cơ hội tốt. Nếu họ tăng cường số người dân làm nông nghiệp ở đây, chúng tôi sẽ có điều kiện thuận lợi để tăng gia sản xuất. Trang trại của Fernando Fornaris là một phần của hợp tác xã nông nghiệp tư nhân của 40 thành viên. Họ cùng sở hữu một số thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy kéo hay xe vận chuyển hàng. Sản phẩm làm ra có thể bán trực tiếp trên thị trường, song phần lớn vẫn phải thông qua nhà nước phân phối. Cuba là quốc đảo lớn nhất trong vùng Caribe và là nước có diện tích đất nông nghiệp màu mỡ. Mặc dù vậy, trong nhiều năm qua, nước này đã phải nhập khẩu đến 50% tất cả các loại thực phẩm mà nước này tiêu thụ. Do đó, cải cách nông nghiệp được coi là trọng tâm trong kế hoạch cải cách kinh tế của Chủ tịch Raúl Castro. Hãng tin Reuters đưa tin, một y tá làm việc ở bệnh viện nơi chữa trị chứng ốm nghén cho công nữ Anh Kate Middleton được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi cô này mắc lừa một cú điện thoại mạo danh từ Australia nhằm khai thác tình hình sức khỏe của công nương. Cảnh sát Anh phát hiện cô Jacinta Sandaha đã chết ở nhà riêng ngày 7 tháng 12. Do không có dấu hiệu khả nghi nào, nên cảnh sát cho biết có thể Sandaha đã tự tử. Theo Reuters, cô này đã vô cùng bối rối và lo âu sau khi nhận ra việc bị hai phát thanh viên của kênh Today FM của Australia là Mel Gregg và Michael Christian lừa nhằm khai thác thông tin về tình trạng ốm nghén của công nương Anh. Trước sự việc đáng tiếc này, vợ chồng hoàng tử William bày tỏ vô cùng đau buồn khi hay tin y tá Sandaha qua đời. Thật đau lòng khi phải xác nhận cái chết bi thảm của một thành viên trong đội ngũ y tá của chúng tôi. Sandaha làm việc ở bệnh viện chúng tôi đã hơn 4 năm nay. Cô ấy là một y tá tốt, được mọi người kính trọng. Chúng tôi có thể xác nhận rằng Sandaha là nạn nhân của một trò lừa bịp qua điện thoại. Còn tại Australia, Thủ tướng Julia Gillard, Bộ trưởng Truyền thông Stephen Conroy cùng rất đông người dân đã bày tỏ thương tiếc và tỏ ra bức xúc trước một trò đùa vượt quá giới hạn. Chúng tôi bày tỏ sự thông cảm sâu sắc đến gia đình người đã mất. Tôi đã nói chuyện với hai phát thanh viên, cả hai đều vô cùng ân hận. Hai phát thanh viên Mao và Michael đã xin lỗi về những gì đã xảy ra, đồng thời phải nhận một án phạt là không được phép dẫn chương trình vô thời hạn. Tháng 12 đến, mang theo không khí của một mùa Giáng sinh. Các thành phố lớn trên thế giới đua nhau tỏa sáng trong ánh sáng lung linh của cây thông Noel. Tuy nhiên, chỉ có cây thông đặc biệt ở thành phố Plymouth của Bỉ là được nhiều người quan tâm nhất bởi nguyên liệu đặc biệt làm nên nó. Thay vì màu xanh truyền thống của cây linh sam, thành phố Plymouth đã chọn những dụng cụ nhà bếp thường thấy như đĩa, bát, khay, bằng sứ bỏ đi để làm nên cây thông Giáng sinh của riêng mình. Phó thị trưởng thành phố bà Caroline Modenlier, người khởi xướng ý tưởng độc đáo đó chia sẻ, bát đĩa sứ và tách chén tượng trưng cho khoảng thời gian sum họp truyền thống của Giáng sinh. Giáng sinh là một ngày lễ của gia đình, trong không khí ấm cúng, những người thân cùng nhau vui vẻ bên bàn ăn. Vì thế chúng tôi kêu gọi người dân của thành phố đóng góp bát đĩa sứ không sử dụng để làm nên cây thông tượng trưng cho tình cảm gia đình. Cây thông có độ cao 9 mét, đường kính đáy lên tới 6 mét. Bất chấp thời tiết giá lạnh, bất cứ ai đi ngang qua đây đều phải dừng lại để ngắm nhìn cây thông độc đáo này. Khách bộ hành đã bị thuyết phục ngay từ ý tưởng tiết kiệm của nó. Theo dự kiến, cây thông này sẽ được trưng bày cho tới hết ngày 7 tháng 1. Hình ảnh về cây thông làm từ sứ tại Bỉ đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 12 năm 2012 của kênh VTC 14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị có một tuần làm việc mới thật hiệu quả. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.